đoán đáng sợ về hiện tượng mặt trăng máu dưới góc nhìn của chuyên gia trong tín ngưỡng. Nhiều nền văn hóa và tín ngưỡng đã dự đoán rằng mỗi khi mặt trăng máu xảy ra, thế giới sẽ xảy ra nhiều biến cố. Nguyệt thực một phần là hiện tượng thiên văn, được xem là đáng chú ý nhất trong năm 2017, có thể quan sát được tại Việt Nam sẽ diễn ra vào đêm 7, rạng sáng ngày 8 tháng 8. Nguyệt thực một phần xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng nằm trên đường gần thẳng. Lúc này, ánh trăng sẽ bị mờ đi và mặt trăng bị khuyết đi một phần. Nhìn từ trái đất, mặt trăng sẽ chuyển sang màu đỏ, nên còn được gọi là hiện tượng trăng máu. Từ những ghi chép trong Kinh Thánh, Khải Huyền có lẽ là cuốn sách quen thuộc của mọi tín đồ Kitô giáo. Tiết 12, chương 6 của sách này có ghi lại: khi chim con mở ấn thứ 6, tôi thấy một trận động đất khủng khiếp xảy ra. Mặt trời trở nên tối đen như một bao tải làm bằng lông đen, cả mặt trăng trở nên đỏ như máu. Cựu ước của Thánh Kinh, tiết 1 chương 7, cũng nói: trước ngày tận thế là mặt trăng đỏ máu. Những lời lẽ ấy đều ám chỉ hiện tượng mặt trăng đổ máu. Theo người Thiên Chúa giáo, hình ảnh nguyệt thực được gắn liền với hình ảnh cái chết của Chúa trên cây thánh giá. Họ cho rằng mặt trăng máu chính là sự trừng phạt của Chúa, đó là cách người thể hiện sự phẫn nộ đối với loài người. Thông thường, hình ảnh nguyệt thực được gắn liền với hình ảnh cái chết của Chúa trên cây thánh giá. Ngoài ra, nó còn liên quan đến ngày phán xét và sự tận diệt của trái đất. Tới ghi chép trong Kinh Phật thời xưa. Trong Kinh Phật, Nhân Vương Hộ Quốc, Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, người đời sau có chép lại lời Phật khi trò chuyện cùng vua Ba Tư Nạc. Theo đó, trên thế giới có 7 đại nạn có thể xảy ra. Phật nói: Đại Vương, đại thiên thế giới chúng ta có bát ức tu vi, bát ức nhật nguyệt, mỗi một tu vi có 4 thiên hạ. Thiệm Bộ Châu này có thập lục đại quốc, ngũ bắc Trung Quốc, thập vạn tiểu quốc, trong các nước lại có 7 nạn. Hết thảy quốc vương để trừ tai nạn, thì giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa này, 7 nạn liền diệt, quốc thổ an lạc. Vua Ba Tư Nạc hỏi: 7 nạn thế nào? Phật nói: 1. Nhật nguyệt thất độ, nhật sắc thay đổi, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu đen, hoặc 2, 3, 4, 5 mặt trời cùng chiếu. Nguyệt sắc thay đổi, màu đỏ, màu vàng, nhật nguyệt bạc thực, hoặc có trùng luân, 1, 2, 3, 4, 5 bánh xe hiện trùng nhau. 2. Các sao thất độ, sao chổi, mộc tinh, hỏa tinh, kim tinh, thủy tinh, thổ tinh, các chư tinh đều thay đổi hoặc hiện ban ngày. 3. Long hỏa, quỷ hỏa, nhân hỏa, thủ hỏa, đại hỏa tứ khởi thiêu hủy vạn vật. 4. Thời tiết thay đổi, nóng lạnh bất thường, mùa đông mưa sấm sét, mùa hạ băng sương tuyết, mưa đất đá núi cho tới các vụn, mưa đá bất thường, mưa đỏ sông đen, sông ngòi ngập lụt, núi lở đá rơi. 5. Cuồng phong nổi dậy, che lấp nhật nguyệt, cuốn nhà nhổ cây, cát bay đá chạy. 6. Thiên địa kháng dương, ao hồ khô cạn, thảo mộc chết khô, ngũ cốc không thành. 7. Bốn phương giặc đến cướp nước trong ngoài, chiến tranh nổi dậy, bách tính tử vong. Đứng đầu trong số đó chính là nhật nguyệt thất độ, tức là sự thay đổi màu sắc của mặt trăng mặt trời, bao gồm cả mặt trăng máu. Khi hiện tượng này xảy ra, đại họa sẽ ập tới và hủy diệt cuộc sống bình an của người dân. Theo những tài liệu ghi lại trong cuốn Đại Chính Tàng Kinh, nếu có nhật nguyệt bạc thực, hoặc ngũ tinh hình sắc biến dị, hoặc sao chổi bùng phát, thì đó là dấu hiệu của tai họa, dịch bệnh hoành hành, quỷ thần bạo loạn, quân giặc dị quốc xâm lược. Cổ ngữ có câu: nguyệt hữu huy hoàng, ám sắc thị quang, thiên tai hàng chỉ, nghĩa là địa cầu bình thường thì âm dương, ngũ hành quân bình, như vậy vạn vật mới có thể sinh trưởng, phát dục. Tuy nhiên khi phát sinh hiện tượng nguyệt thực toàn phần, ngũ hành trên địa cầu chịu ảnh hưởng, trương khí của địa cầu bị đảo loạn, như vậy tai họa sẽ phát sinh. Địa cầu sẽ có các biến hóa mới nữa: động đất, sóng thần, hồng thủy, sấm chớp, mưa bão, núi lửa, cuồng phong, các loại ôn dịch, tai họa. Giữa các quốc gia, giữa con người với nhau sẽ chinh chiến bất đoạn. Mặt trăng nguyên là thuộc âm, chính là chủ sát, màu đỏ đại biểu tia máu ngút trời, tương lai mới rõ là chết bao nhiêu người. Các chuyên gia đã đưa ra lời lý giải rằng nhật nguyệt bạc thực ở đây chính là nhật thực toàn phần, hoặc nguyệt thực toàn phần mà khoa học nói tới. Khi ấy, hoặc là đại ôn dịch lưu hành, hoặc là gặp họa binh đao. Tạm kết, như vậy, trong một số tín ngưỡng và tôn giáo, hiện tượng mặt trăng máu thường gắn liền với những thảm họa tự nhiên hay biến cố lớn trong lịch sử.